Cái bài hôm nay là bài số 3. Hôm nay ta học về vector đúng không? Quy tắc cộng này, quy tắc trừ này, gì đã? Quy tắc gì nữa nhỉ? Quy tắc trung điểm này. Đấy, nhắc quá về quy tắc trung điểm tí này. Quy tắc trung điểm này. À, đó là gì? Nếu Y là trung điểm của AB, đúng không ạ? Y là trung điểm của AB thì sẽ có hai tính chất mà các bạn cần phải ghi nhớ. Cái thứ nhất là IA cộng IB là bằng gì, còn nhớ không? Cái thứ nhất này, IA cộng IB là bằng gì? Là bằng 0. Cái số 2 là gì, còn nhớ không? MA cộng MB. À đúng, 2MI nhá, chứ không phải MI, 2MI. Thấy chưa? Ok chưa? 2MI. Thì ta lưu ý là buổi ngày hôm nay ta sử dụng cái này rất là nhiều nha. Ok. Rồi, thằng Đinh Bảo viết chưa? Tí nữa làm lại nha. Nào, hôm nay thầy gọi cái bài này là bài tìm tập hợp vị trí của M. Tìm tập hợp vị trí của điểm thỏa mãn. Tìm tập hợp vị trí điểm thỏa mãn. Cái tên của bài này nó không phải là tên trong bài sách giáo khoa, được chưa? Cái bài trong sách giáo khoa nó là cái bài tên bài là tích của một số và một vector. Tuy nhiên thầy xây dựng cái hệ thống bài giảng thì nó sẽ không phải là đi theo cái lối của sách giáo khoa nhá. Thế nên là thầy đặt cái tên của bài này là tên này là tên thầy đặt, được chưa? Chứ không phải tên bài nó sách giáo khoa. Nó như là một dạng bài tập thôi, được chưa? Ta đi học thêm thì chúng ta cái cốt lõi là gì? Là cái bài tập. Cho nên là tiêu đề thì thầy cũng đặt theo tiêu đề của dạng bài tập. Dạng 1 đó là tìm tập hợp của một điểm M. Tìm tập hợp của điểm M. Tất nhiên là thầy cũng bán theo sách giáo khoa thôi, được chưa? Sách giáo khoa dạy cái gì thầy dạy cái đấy. Chẳng qua là cái thứ từ về bài có thể sẽ khác nhá. Để mục đích là để các bạn dễ hiểu thôi, được chưa? Tập hợp của điểm M. Ok, phần này nó hơi trừu tượng tí này. Hôm nay phần này hơi trừu tượng tí đấy. Tập hợp điểm M nghĩa là như thế nào này? Có hai cái tập hợp mà các bạn cần phải lưu ý như thế này. Tập hợp thứ nhất tập hợp thứ nhất này có một vài cái điểm nó ta ghi trước cái lý thuyết đi rồi thầy giải thích sau. Ta ghi cái này trước đây nhá, rồi thầy giải thích cái chỗ này. Nếu vector MA mà bằng vector MB, nếu vector MA mà bằng vector MB, có hiểu cái ký hiệu này là ký hiệu gì không nhỉ? Độ dài, độ dài vector MA nếu nó bằng với độ dài vector MB, trong đó AB là cố định, trong đó AB là cho sẵn. Đấy, cho sẵn. Nói cố định thì các bạn hơi khó hiểu. AB cố định anh có thể hiểu là cho những cái điểm cho sẵn. Đây, AB cho sẵn đây. Đây cho sẵn nhá. Đấy. Nói cố định thì các bạn nghe hơi khó hiểu. Rồi. Thì ta ghi tiếp, lúc này điểm M này, tập hợp điểm M, tập hợp điểm M sẽ thuộc cái đường trung trực của AB. Thuộc đường trung trực của AB. Lúc này điểm M là một điểm thuộc đường trung trực của AB. Điểm M là một điểm thuộc đường trung trực của AB. Cứ ghi ra giải thích sau. Còn bây giờ các bạn chắc cũng ghi như thế thì cũng chưa hiểu được cái gì đâu. Ừ, phú à? Đó.
Em nói gì? Huy à? Hôm nay đi muộn rồi Huy. Đi ăn rồi mới đi học. Đây, AB là hai cái điểm cho sẵn. Vector MA bằng vector MB. Cái này là dấu của đồ dài này. Ý của chúng ta là MA bằng MB đấy. Nhá, MA bằng MB. Tập hợp điểm M thuộc đường trung trực của AB nghĩa là như sau. Các bạn ghi nhớ một điều như thế này này. Các bạn học đường trung trực rồi đúng không? Học đường trung trực rồi. Đường trung trực là gì nào? Là một đường thẳng mà gì? Thứ nhất là vuông góc và thứ hai là gì nào? Các bạn có nhớ đường trung trực không đã? Thứ nhất là đi qua trung điểm này. Và thứ hai là gì? Vuông góc đúng không? Được chưa? Đây là đường trung trực nha. Và một cái tính chất rất quan trọng của đường trung trực đó là bất kỳ một điểm nào nằm ở trên đường trung trực, bất kỳ một điểm nào nằm ở trên đường trung trực thì đều cách đều hai đầu bút, ta gọi AB là hai bút. Các bạn có nhớ kiến thức lớp 7 này không? Kiến thức lớp 7 nhá. Bất kỳ một điểm nào thuộc đường trung trực thì đều cách đều A và B. Ta gọi lớp 7 ta gọi là hai đầu bút. Được chưa? Giả sử điểm M mà nằm trên đường trung trực ấy thì điểm M sẽ cách đều hai điểm A và B. Anh nói cách khác thì MA bằng gì? MB. Đấy. M nằm chỗ nào cũng được nhá. Nghe cho kỹ cái chỗ này không tí nữa là rối não cái này. Cái chỗ này hơi bị trừu tượng ấy. Thầy đang giải thích rất từ từ nhá. Khi M nằm trên đường trung trực thì MA luôn bằng MB. Bạn vẽ chỗ nào cũng được nha. Chỗ này được không? MA cũng bằng MB. Được chưa? Bạn vẽ chỗ này cũng được luôn. Nếu M nằm ở đây, MA cũng bằng MB. Đúng không? Vậy thì từ đó người ta mình nghĩ như thế này. Cứ hễ MA bằng MB. Cứ hễ là MA bằng MB. Không quan trọng M nằm chỗ nào. Cứ thấy MA bằng MB. Kiểu gì thì kiểu M chắc chắn phải điện thuộc cái gì? Đường trung trực. Đúng không? Cái điểm M nằm chỗ nào cũng thế cả thôi. Cứ nằm trên đường trung trực là kiểu gì? MA cũng bằng MB. Vậy nếu nói ngược lại MA bằng MB thì chắc chắn một điều. M không biết nằm chính xác ở đâu nhé. Nhưng chắc chắn phải thuộc đường trung trực. Chỗ này các bạn hiểu không? Đấy, thì đó là ý đầu tiên. Cần phải ghi nhớ. Vậy sau này mà ví dụ các bạn gặp một cái trường hợp ví dụ MA bằng MB thì ta kết luận là gì nào? M thuộc đường trung trực. Được chưa? Đấy, M sẽ phải thuộc đường trung trực nhá. Thì đó là cái tính chất số 1. Đó là tập hợp điểm M đầu tiên. Rồi, Phú à? Hay là đứa nào đây? Quân à? À tụi bấy bắt đầu đi. Có dấu hiệu đi muộn vì lý do gì? Đi muộn lý do gì? Nãy là mới thấy thằng Phú nhắn tin với thầy đi muộn thôi. Mày đi muộn vì lý do gì? Có việc. Có việc sao không xin phép? Quên. Đây là lần cuối cùng nhá. Buổi tới quá 20 phút cứ đóng cổng. Là cuối giờ con phải ở lại sắp lịch nữa kìa. Đại số bây giờ đang lung tung cả lên. Các bạn học sáng cũng không được mà chiều cũng không xong. Đấy. Nó rác rồi. À mà các bạn đi học thêm buổi sáng là để mấy giờ là về? 7 giờ thì chiều như 15. Ai cũng thế hả? Lớp nào không thế? Lớp em là học đến mấy giờ? 10 giờ 45. Ok. Thế phải sắp 10 tuổi rồi. Thôi thầy quay trở lại bài học tí nữa ban xong. Cái kiểu gì thầy cũng sắp được thôi. Nào, một cái tính chất số 2 nữa anh em cần phải để ý này. Đó là vector MA mà bằng A nhỏ. A nhỏ ở đây là một cái số bình thường. Nó có thể là số 1, nó có thể là số 2. Trong hai cái điểm M và điểm A này có một điểm có sẵn, trong đó điểm A là cho sẵn.
Nói cho đúng thì A sẽ là điểm cố định. A cố định. Còn điểm M thì sẽ là một điểm nào đó di động chưa cho sẵn. Ta kết luận nếu bạn gặp một cái tình huống như thế này thì các bạn chỉ kết luận trước thầy này. M tập hợp của M, tập hợp của M. Tập hợp điểm M sẽ thuộc một cái đường tròn. Sẽ một thuộc một cái đường tròn. Tâm A bán kính là A. Lúc này tập hợp điểm M là một đường tròn tâm A bán kính bằng A. Tập hợp điểm M lúc này, đầu tiên ta làm như sau. Thay viết lại cái đề thôi. Đấy nhá, AB cộng AC này thì tính như thế nào này? Các bạn sẽ thấy như sau. Đây là B, đây là C. Nếu mà thay viết là AB cộng AC. Đấy. AB cộng AC, Phú à? Phú Quân nè. Bây giờ AB cộng AC này. AB cộng AC này. Rồi, ta nhớ lại kiến thức đầu giờ thầy nhắc nào. Nếu mà thầy lấy một cái điểm Y là trung điểm của AB. À xin lỗi, là Y là trung điểm của BC. Thì AB cộng AC bằng gì nào? Nhắc lại nào. Đúng rồi, nó là 2AY nhá. Được chưa? Thế khi mà bạn thấy AB cộng AC ấy, đấy thì các bạn sẽ cảm nhận, làm nhiều bài nó sẽ cảm nhận được là AB cộng AC là bằng 2 lần AY. Ở chỗ này các em sẽ phải giải thích đó là trong đó Y là gì? Y là gì đây? Là trung điểm BC. Đấy. Rồi. Như vậy ta có độ dài của AY sẽ bằng, lúc này các em chia 2 và sang đây nào. 1 phần 2 mà chia 2 là mấy? Là 1 phần gì? 1 phần 4, đúng không? 1 phần 4. Được chưa? 1 phần 4. Ở chỗ này là thầy ghi sai đi nha, tìm tập hợp điểm A cho điểm M nhé. Rồi, hết giấy ấy. Khả năng không đủ giấy đâu.
xuất hiện hai lần cơ. Bài này đã đi tìm điểm A thì ít nhất cái điểm A nó cũng phải xuất hiện hai lần. Chưa kể là có con số 2 nằm ở đấy nữa là không giống cái này. Đúng không? Thực ra nhìn qua thì tưởng là giống tình huống số 1. Nhưng thực tế rằng nó lại là tình huống số 2. Đấy chưa? Bởi vì sao thầy giải thích này? Cái điểm C và điểm B là hai điểm cho sẵn. Cho nên độ dài của CB luôn cố định không đổi. Hiểu không? Điểm C, điểm B là hai điểm cho sẵn, không có gì thay đổi ở đấy cả. Cho nên độ dài của nó thầy gọi là A. Đấy chưa? Thế cái này cũng khác gì A ở bên kia cả. Đây, hai lần AI. Và cái này thầy đặt là A. Cái độ dài CB các bạn có hiểu vấn đề không? Cái điểm C, điểm B người ta cho sẵn rồi, cho nên cái độ dài của nó là xác định sẵn. Bằng ví dụ nó bằng 3 cm, nó vẫn bằng 3 cm, hiểu không? Đấy. Thầy gọi cái độ dài này là bằng A chẳng hạn. Thì A này là không có gì thay đổi cả. Được chưa? Cái điểm Y này cũng là một điểm cho sẵn. Nó là điểm gì các bạn? Nó là điểm gì này? Trung điểm của IB. Được chưa? Y là trung điểm. Là của trung điểm của BC. Được chưa? Còn cái BC này là cho sẵn rồi này. Nó bằng bao nhiêu thì chúng ta không biết, nhưng mà là cho sẵn rồi. Như vậy thì lúc này độ dài của AI sẽ bằng A chia 2. Được chưa? Đấy, chuyển 2 sang bên này là thành A chia 2. Vậy bằng kết luận là gì ạ? Điểm A lúc này sẽ phải thuộc cái gì nào? Thuộc cái gì ở đây? Đúng rồi, A thuộc đường tròn gì? Tâm gì? Tâm Y. Bán kính là gì ạ? Bán kính là A trên 2. Đấy chưa? Thầy biết tắt là đường tròn tâm Y bán kính A trên 2. Thực ra A trên 2, A ở đây là cái gì nào? A ở đây chỉ là cái đoạn BC. Đấy chưa? Bạn có thể viết là BC trên 2 cũng được. Với bán kính, thôi ghi đầy đủ nhé. Ông các bạn không hiểu. Bán kính là BC trên 2. Các em lưu ý là A ở đây là BC nhé. A trên 2 đấy. À, các bạn lại hiểu sai. CB thầy ghi BC được à, BC được không? Được. Khi ta ghi như thế này, ta hiểu đấy là độ dài của đoạn thẳng CB, đúng không ạ? Khi bạn ghi như thế này, chúng ta hiểu là độ dài của đoạn thẳng CB và độ dài của đoạn thẳng CB và độ dài đoạn thẳng BC có giống nhau không? Có, CB với BC như nhau, thì đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn viết vector CB và vector BC thì là gì các bạn? Lại khác nhau. Có hiểu chỗ này không? Một số bạn thắc mắc thì thầy trả lời thêm thôi. Vector CB với vector BC là khác nhau, những độ dài của CB và độ dài của BC là y hệt nhau. Đấy chưa? Đều là cái độ dài này cả mà, đúng không ạ? Thì nhớ giúp nha. Thay viết BC hay CB nó không vấn đề gì cả nha. Rồi, ok. Hiểu được chỗ này không? Đấy, cái chỗ này là tình huống số 1 đấy nhá. CB này, đây nói lại một lần nữa nhá, CB này là độ dài của nó cho sẵn, chứ nó không phải là thay đổi nhá. Đấy, cho nên là CB thầy gọi là A. Như vậy 2AI bằng A, vậy AI bằng A trên 2. Cho nên nó thuộc đường tròn chứ không phải là thuộc đường trung trực đâu. Rồi, chúng ta cũng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau, bạn nào không ở đây này. Cho tam giác ABC tìm tập hợp điểm M câu A MA cộng MB
bằng MA trừ MB. Câu B là MA cộng BC. Câu B MA cộng BC bằng MA trừ đi MB. Ở cái ý số 2 này thì em lưu ý là nó giống hệt với câu gì ạ? Câu gì? Câu B của bài số 1. Tức là thầy chỉ sửa lại mỗi cái chữ A và chữ M, tức là có đổi ký hiệu nhau thôi. Cái chính là các bạn biết cái cách để chúng ta trình bày nhá. MA cộng MB bằng MA trừ MB, làm giống hệt câu B nhé. MA cộng MB thì các em có thể ghi là gì này? MI. Với MI, với I là trung điểm của AB. Còn cái chỗ này thì nó là BA đúng không? Đôi dài của đoạn BA. Ta chủ thích vào đấy nhá, I là trung điểm của AB. Cái này gọi là tính chất đường trung tuyến. Lúc này các bạn hãy coi cái BA này. Cái B với cái A đã có sẵn chưa các bạn? Có sẵn nha. Ở đấy người ta cho tam giác ABC này, người ta yêu cầu tìm M này, tức là ABC đều là những điểm có sẵn. Vậy thì BA là một đoạn thẳng cho sẵn đúng không? Đoạn thẳng cho sẵn. Các bạn để dễ hình dung thì các bạn có thể gọi cái thằng này là A chẳng hạn. Đây là độ dài của một đoạn thẳng và độ dài này là bằng A. Rồi đó là dễ, cho dễ hình dung thì thầy đặt thế thôi. Có một số bạn ghi là AB cũng được. Đấy chưa? Thế thầy ghi A cho các bạn dễ đổi chiều bên kia thôi nhá. Có một số bạn ghi thích ghi thì AB luôn được. Vậy ghi vào đấy thì chúng ta có thể như giống bên này thì nó sẽ là M sẽ thuộc cái gì ạ? Đường tròn tâm Y bán kính là gì? A trên 2. A trên 2 tức là gì? AB đến 2 đúng không? A ở đây chính là AB. Chứ đó là câu A. Đấy là vector BC đúng không ạ?
thầy sẽ tạo ra một cái vector cũng bằng một vector BC. Những cái điểm đầu sẽ là điểm gì đây? Điểm A. À, ta lấy điểm D thỏa mãn là vector AD bằng vector BC. Điểm D thỏa mãn AD bằng BC. Lúc này bạn sẽ cộng được đấy, MA cộng BC lúc này sẽ chính là MA cộng với gì nào? Khi thầy viết như thế thì thầy đang cộng với cái gì đây? BC lúc này trở thành cái gì nào? AD. MA cộng với AD thì có cộng được không? Cộng được. MA cộng AD bằng mấy? MD. Ok. Đấy. Vậy thì cuối cùng ta viết lại chỗ này. Vậy suy ra MA cộng BD BC bằng MA trừ MB sẽ bằng. Chỗ này sẽ là bằng MG. Và chỗ này sẽ bằng gì bên phải? Sẽ bằng gì? Đây, MA cộng BC, MA cộng BC bằng MD đấy nhá, thầy thay vào đấy nhá, hiểu chỗ này không? Thầy đang chẹp lại cái D này, cái chỗ này nó chẹp, đang chẹp lại cái D đấy nhá, chẹp lại đấy này, bắt đầu là MA cộng BC, MA cộng BC bằng MD đây, chừng mấy đây này, vì như này hiểu không? MA trừ MB là gì nào? BA đúng rồi, BA, được chưa? BA. Thầy viết vector viết như này cũng được nhá, không sai đâu nhá. BA với BA như nhau nhá, thầy viết như thế này đều là đồ dài vector cả thôi. Vậy các bạn nói thế nào? Khi mà viết như thế này thì M sẽ thuộc cái tập hợp như thế nào đây? BA lúc này là một đoạn thẳng, đoạn thẳng là số, đúng không? MG là một số A nào đó. Vậy thì M sẽ phải thuộc gì đấy? Thuộc gì nhỉ? Tấm gì? Tấm D bản kính gì? BA đúng rồi. Đấy, có hiểu được cái chỗ này không nhỉ? BA giống như cái số A bình thường mà ta làm ấy. Đây này, hiểu được chỗ này không? Đây này, BA nó giống như một con số bình thường ấy. Lúc này dế là điểm cho sẵn, dế có sẵn rồi đây này, vừa mới lấy xong. Như vậy là điểm mơ cách điểm dế một đoạn là BA. BA nó số thôi mà, ví dụ 3 cm, 5 cm gì đấy. Hiểu chỗ này không? Chỗ này mơ cũng cách đây cũng được này, cách đây cũng được này, cách đây cũng được, cách đây cũng được, miễn là nó bằng BA là được, đúng không? Thì như vậy mơ sẽ thuộc một cái đường tròn tấm D bán kính là BA. Các bạn hiểu được không? Đấy. Vậy thì mơ sẽ thuộc đường tròn tấm D bán kính là BA. Bán kính BA. Bây giờ hôm nay ta nói thêm một quy tắc nữa. Đó là quy tắc, ký cho thầy này. Có trung điểm thì sẽ có một cái nữa. Đó là trọng tâm. Được chưa? Quy tắc trọng tâm. Quy tắc trọng tâm. Trọng tâm là cái gì? Câu hỏi. Trọng tâm là cái gì? Và đường. Trung gì? Trung tuyến, đúng rồi. Ba đường trung tuyến. Nhưng mà thực ra thì các bạn vẽ thì một đường cũng được. Bạn nào thích vẽ một đường, có biết vẽ một đường thế nào? À, vẽ một đường là đủ. Nhưng mà lấy 2/3. Đây là điểm G này. Được chưa? Đây là đường trung tuyến này. Chỉ cần một đường thôi. Nhưng mà tỷ lệ 2/3. Thì ta ghi tiếp nhá. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì điều gì sẽ diễn ra?
cũng có hai cái tính chất, trúng điểm có hai tính chất, trọng tâm cũng có hai cái, cần phải nhớ. Nhớ quy tắc trúng điểm nhé. Ta sẽ nhớ luôn quy tắc trọng tâm này. Đó là vector GA cộng vector GB cộng vector GC thì bằng 0. GA cộng GB cộng GC bằng 0. Đó là quy tắc đầu tiên. Nó cũng tương tự như cái quy tắc trung điểm là IA cộng IB bằng 0. Bên cái quy tắc trung điểm cũng gọi cái này. Hai cái này cũng na ná nhau ấy. Quy tắc số 2 của trung điểm là MA cộng MB bằng 2 lần 2 lần MI. Đó là quy tắc trung điểm hôm trước học. Cái này cũng có một cái quy tắc na ná như vậy. Thấy chưa? Na ná như vậy. Ta cũng có MA. M ở đây là điểm bất kỳ nhá. M ở chỗ nào cũng được, tùy cả bạn. M nằm ở đây này. M nằm ở đâu cũng được nhá. MA cộng MB cộng MC. Theo bạn đoán nó sẽ là cái gì? Cũng là nãy như bên này thôi. MA cộng MB bằng 2MI. Thì bên này MA cộng MB cộng MC bằng gì nào? Hả? 2MG. 2/3MG. 2/3MG gần đúng rồi. 3MG. Đấy chưa? Bên này 2MI thì bên kia 3MG. Nhưng mà chưa xong. Đây có hai thanh niên mà thầy quan sát thấy là tách nó đúng hướng. Ở đây chỗ này chúng ta sẽ tách như này này. 4MA thì tách thành 3MA cộng với 1MA. Được chưa? 4 thì tách thành 3 cộng 1 cộng MB cộng với MC. Ở đây MB và MC các em nhóm lại cho thầy với nhau nè. Nhóm lại MB cộng MC đi. Được chưa? Đó, thì có hai thanh niên tách được như thế này, đúng cái ý của thầy đấy. Ở đây MA cộng MB cộng MC thì nó lại thành gì đây? Đúng rồi, công thức vừa học bên kia 3MG. MB cộng MC. MB cộng MC. 2MI. Ok, ở đây I là trung điểm. Thấy chưa? Ta phải chú thích cho họ biết nhá. Thứ nhất là G là trọng tâm của tam giác ABC. Còn I ở đây là gì? Là trung điểm của ông nào nhỉ? Đây, B và C nhá. Tiếp. Ta lại thấy nhóm 3 line này. Thì ta lại thấy MA cộng MG ở bên này. Được chưa? Bên này lại thấy số 2 nhóm lại với nhau nào. MA trừ MI này. Lại nhóm được này. Đúng không? Tiếp nha, MA cộng MG. MA cộng MG thì lại có thể gọi thêm một trung điểm nữa. Được chưa? Ta gọi là điểm E. E là trung điểm của gì? AG thành hai lần gì nào? ME. Nếu thầy gọi E là trung điểm của AG thì MA cộng MG bằng 2ME. Chỗ này hiểu không? Ở đây ta chủ thích E là trung điểm MG. À xin lỗi, E là trung điểm A cơ. MA trừ MI. Theo công thức phép trừ sẽ là IA. Số 2 giống nhau, vứt. Như vậy ta có ME bằng IA chia 2 đúng không? IA chia 2, à xin lỗi chia 3. Ok. Vậy thì các bạn để ý là mơ sẽ là thuộc cái gì nào? Thuộc cái gì? Đúng rồi, mơ thuộc đường tròn, đúng không? Tâm E.
bán kính là IA chia 3. M thuộc đơn tròn tâm E, bán kính IA chia 3. Như vậy bài này phải gọi đến 2 lần đường trung điểm. Một trung điểm là ở cái chỗ này. Xin lỗi, là một cái là trọng tâm, đúng không? Chỗ này cũng phải gọi trung điểm này. Ý là trung điểm, E là trung điểm. Hôm trước bảo các bạn điền thông tin nhưng mà con thiếu một số bạn chưa điền, cho nên là không sắp được. Một số bạn thì điền nhưng mà lại không ghi tên. Nghe nhóm hình trong nhóm toán 10 á đấy. Anh chưa vào nhóm nào? Vào nhóm B hả? Em đang ở nhóm B đúng không? Em chơi nhóm. Chơi nhóm nào? Có Facebook thầy chưa? Dạ. Trang số 3. Đó là tích vector về một số. Giờ số 3 là tích vector bởi một số. Cái dạng 3 này trong sách giáo khoa người ta chia nó thành một bài lớn luôn. Tuy nhiên là thầy sẽ học cái này một phần nhỏ buổi tới mình học một phần lớn khác cũng liên quan đến phần này. Tích vector bởi một số hiểu đơn giản là lấy một số nào đó nhân với một vector thôi. Ví dụ 3 lần vector AB chẳng hạn, hay là 4 phần 3 lần vector AB chẳng hạn, hay là trừ 2 lần vector AB chẳng hạn, kiểu như vậy. Tức là bạn lấy một số nhân với một vector, thấy chưa? Một số nhân vector, số nhân vector. Cái số này lưu ý là có thể âm hoặc có thể dương. Số 3 là số dương nhưng số âm 2 này là số âm. Vậy khi nhân vào vector thì nó sẽ có ý nghĩa gì? Thấy chưa? Thấy nhau lại, một số nhân với vector sẽ có ý nghĩa gì? Thì các bạn lưu ý như thế này. Khi ta lấy một số nhân với một vector thì kết quả của chúng ta tập trung mà nghe. Kết quả của chúng ta sẽ là một vector. Nhớ nha. Lấy số nhân vector thì kết quả là một vector. Thay lại ví dụ vector A thì bằng K lần vector B. Trong đó K là cái số, B là vector. K là một số bất kỳ, B là một vector. Khi lấy số nhân với một vector, kết quả của chúng ta là một vector. Được chưa? Rồi, ok. Ở đây lưu ý như thế này. Nếu K dương thì hai vector này là hai vector cùng chiều. Còn nếu K là số âm thì nó sẽ là hai vector ngược chiều. Đó là cái ý thứ nhất. Thấy chưa? Như vậy cái số ở đây nó quyết định chiều của vector. Hai thằng này có phải hai thằng cùng chiều hay ngược chiều nhau hay không? Ngoài ra K còn có một ý nghĩa khác. K còn một ý nghĩa khác nữa. Thì ta ghi tiếp này. Ví dụ nếu B chiếm một phần độ dài đấy. Một phần ở đây là một phần về độ dài. Nếu B chiếm một phần về độ dài thì A ở đây sẽ chiếm K phần. Nếu B chiếm một phần về độ dài thì A sẽ chiếm K phần. B chiếm một phần thì A sẽ chiếm K phần.
Bởi vì 1 nhân K là bằng K. Để các bạn dễ hiểu hơn thì thầy sẽ lấy ví dụ. Để cho dễ hiểu thì ta lấy ví dụ. Ví dụ như sau. Bạn có vector MA bằng 2 lần vector MB. Bạn có MA bằng 2 lần MB. Ý nghĩa của cái này là gì? Thì ta mới ghi này. Tức là ta thấy đầu tiên ta nhận xét cái số 2 là số gì đây? Dương. Vậy điều đó chứng tỏ hai thằng này sẽ là hai thằng như nào? Cùng chiều, tức là nếu một thằng sang bên phải thì thằng kia cũng bên phải luôn. Hai thằng chạy cùng chiều. Cái số 2 là cái số 2 dương nha. Tức là ý nghĩa của nó là hai vector cùng chiều. Cứ ghi đã. Hai vector này cùng chiều. Số 2, cái ý nghĩa thứ hai nữa là nếu MB chiếm 1 phần chiếm 1 phần, vẽ 1 phần này thì ta sẽ vẽ MA 7 phần 2 phần, tức là MA dài gấp đôi MB, tức là MA dài gấp đôi MB. Nếu phải vẽ lên hình thì các bạn vẽ như nào đây? Thường người ta sẽ yêu cầu các bạn vẽ cái này ra. Đấy chưa? Vẽ hẳn hoi ra. Thì thầy lấy ví dụ cách vẽ như thế này. Nếu thầy lấy MA là MB đi, MB 1 phần đúng không? MB vẽ như thế này là 1 phần. Được chưa? Hướng sang bên phải thì MA sẽ hướng sang trái hay sang phải? À cũng sang phải luôn đúng không? Bởi vì số 2 là số dương, tức là hai vectơ cùng chiều. Cũng sang phải. MA cũng sang phải. Và lưu ý MA gấp đôi MB, tức là MA phải 2 phần, đây 1 phần đây đúng không? Cái này coi như là 1 phần này. Đây MB là 1 phần mà. Thì MA mình sẽ phải vẽ gấp đôi, là mình sẽ vẽ như này. Đây là MA. Thì đây là MA 2 phần, còn MB 1 phần. Và MA gấp đôi à cùng chiều MB. Đấy. Thì đây. Cái này nó biểu thị hình vẽ sẽ như thế này. Có nhiệm vụ của các bạn là phải vẽ được những cái này ra. Được chưa? Đấy. Thứ nhất dựa vào số này, nếu số này dương thì hai thằng cùng chiều, nếu số này ấm thì hai thằng ngược chiều. Và nó thể hiện cho cả ông này chiếm mấy phần, ông này chiếm mấy phần. Ta lấy ví dụ khác. Phải lấy MA bằng trừ 3 MB. MA trừ 3 lần MB. MA trừ 3 lần MB. Đầu tiên phải nhận xét với nhau như thế này. Ta cũng sẽ nhận xét hai cái ý như thế này. Đầu tiên nhận xét trừ 3 là số gì? Số âm. Thế số âm nghĩa là gì? Số âm nghĩa là MA với MB là hai thằng như nào? À, ngược chiều với nhau. Đấy chưa? Đó là thằng hai thằng ngược chiều với nhau. Tức là nếu mà thầy vẽ MA hướng bên tay trái, MB chắc chắn hướng ngược lại. Cái số 2. Cái số 3 này ý nghĩa nữa này, đó là MB nếu mà chiếm 1 phần ấy thì MA nó phải chiếm mấy phần? 3 phần, gấp 3 lần. Vậy nếu bạn vẽ thì vẽ như thế này. MA, nếu mà vẽ MA 3 phần thì MA dài dài tí nhá. Chia 3 phần bằng nhau ra. Để 3 phần. MB chắc chắn phải hướng ngược lại, tức là hướng bên này, đúng không? Mấy phần? 1 phần, đây là MB. Như vậy, bạn có thể kết luận điểm M lúc này sẽ nằm giữa B và A. Được chưa? Đấy, người ta hỏi các bạn đấy, M nằm giữa B và A hay là M nằm ngoài? Thì trả lời là M nằm giữa. Đoạn AB chia thành 4 phần bằng nhau. MB chiếm 1 phần. Thế bây giờ hỏi các bạn tiếp. MA bằng trừ 4 phần 3 MB thì sao?
dưỡng 4 phần 3 MB cho dễ này. MA bằng 4 phần 3 MB nghĩa là sao? V chắc chắn là chắc chắn hai thằng này là hai thằng phải cùng gì? Cùng chiều rồi, bởi vì 4 phần 3 là số dương. À đấy. Nhưng mà nếu mà bạn suy nghĩ là MB 1 phần MA 4 phần 3 đúng không? MB mà chỉ 1 phần thì MA sẽ chỉ 4 phần 3 phần. Tức là nó hơi khó vẽ. Đúng không? Nếu mà ta tư duy theo kiểu MB 1 phần thì MA sẽ gấp 4 phần 3. Tức là 4 phần 3 thì vẽ kiểu gì được? 4 phần 3 phần. Tức là không biết vẽ kiểu gì cả. Thì các bạn nên làm như này. Tức là các em cho MB chiếm 3 phần đấy. Đúng không? MB chiếm 3 phần. Thì lúc này MA chiếm mấy? 4. Đúng không? Đây, lúc này tỷ lệ là 4 chia 3. Lúc này MA chiếm 4, MB chiếm 3. Nhá. Đấy, đây này. 3 nhân 4 phần 3 là bằng 4. Hoặc là bạn có thể nhớ là MA 4, MB 3. Đây, nhớ kiểu nào cũng được thôi. Cứ nhớ MB là 3, MA là 4. Nếu mà vẽ thì vẽ như thế này này. MA chiếm 4 phần, mình vẽ 4 phần. Vẽ đài đi. Đấy. Vẽ chia 4 ra này. Đây là MA nhá. À, 4 phần nhá. MB thì có 3 phần thôi đúng không? Và nhớ là cùng chiều nhá. MB đây, 3 phần đây. Như vậy B nằm ở đây. Hiểu cái cách vẽ chưa? Đó. Thì các bạn hoàn toàn là mình vẽ được tất tật tật những cái vị trí này. Điểm M nằm chỗ nào, điểm B nằm chỗ nào, điểm A nằm chỗ nào. Vẽ được hết. Nếu mà chúng ta dựa vào cái số liệu cá đó. Các bạn vẽ cho thầy câu 6 vào. Vẽ câu 6 này. Câu 7. 6, 7. AM bằng 2 phần 3 MC vẽ thế nào, vẽ đồng vở để ta kiểm tra nhá. Cũng không phải là dễ đâu. Có khi là cũng lũ đấy. Để kiểm tra xem các bạn có biết vẽ cái này không này. Mười thì để anh điểm cho anh nhé. An Quân đây này, Đinh Bảo đây này, Hữu Trung rồi này, Đầu Thành Công đây này, Thảo Vân Quỳnh Vi. Thảo Vân Quỳnh Vi đâu? Chia tay kìa. À rồi, ok. Đoàn Văn Bảo rồi này. À, Đoàn Văn Bảo là bạn là thanh niên dưới đúng không? Đoàn Văn Bảo rồi. Phạm Trọng Bảo. Phạm Trọng Bảo là bạn nào? Rồi. Hà Lê rồi này. Hà Vi rồi. Anh Đức Anh Dũng rồi. Trâm rồi. Minh Trang rồi. Hải Quốc Huy. Ok. Mai Trang rồi. Minh Ngọc nghỉ. Minh Ngọc hôm nay là nghỉ. Diệp Chí đi không? Rồi. Chí Bảo. Rồi. Ngô Gia Phú. Rồi. Vi Nguyễn Thùy Trang rồi.
Thanh Hiền, Bảo Linh. Ok rồi. Bạn nào chưa đọc tên? Em là gì? Tân Vương Gia Bảo. Thầy nhớ hình như em đăng ký tối thứ tư đúng không? Tối thứ tư buổi chiều Chủ nhật. Hả? Em là chi hả? Bà Hoa. Tối thứ tư buổi chiều Chủ nhật. Ok. Rồi, biết vẽ không? Biết vẽ cái nào? Cái này vẽ đơn giản nha, nhưng mà nó rất là quan trọng đâu, trong cái buổi sắp tới ấy. Nào, bạn hình dung là MC nếu mà mình vẽ thì mấy phần? 3 phần, ông này 3 phần đúng không? Còn ông này nói 2 phần. Vậy mình vẽ 2 phần này. Chia 2 phần là AB 2 phần này. 2 phần chưa? Rồi, MC nhớ MC lúc này cùng chiều nhá. Số 2 phần 3 số dương đúng không? MC cùng chiều tức là cũng sang bên phải. Đây, điểm M đây đúng không? Sang bên phải và vẽ mấy phần? 3 phần. Nhớ 3 phần bằng nhau. Đây. Như vậy điểm M nằm ở gì? Ở giữa A và C. Hiểu cách vẽ chưa? Đấy. Nhìn thế chứ một số bạn nó cũng không vẽ được đâu. Cô B vẽ chưa? C M A. Rồi, hai thằng này ngược chiều nhau đúng không? Rồi, chữa luôn này. Chữa luôn để ta còn sắp cái lịch nữa. AM bằng trừ 1 phần 2 MC, tức là hai ông này là ngược chiều đấy. MC thì chiếm mấy phần? 2 phần, ông MA thì chiếm 1 phần, đúng không? Rồi, bây giờ mình vẽ đại cái thằng AM nằm ở đây này. 1 phần nhá, 1 phần vẽ ngắn thôi. AM như thế này. À, thì như vậy nếu mà AM như thế này thì MC nó phải ngược lại ấy, đúng không? Ngược lại đấy. Điều trừ mà. MC chiếm 2 phần thì phải ngược lại này. Đấy là M nhá. Ngược lại này. Đây là đến đây là 1 phần rồi. Như vậy điểm C nằm ở đây. Đây. Một số bạn vẽ chắc chắn nó sai này. MC 2 phần. Đây đúng MC 2 phần nhá. Đấy. Đấy cả là một số bạn vẽ sai. Đây này, AM 1 phần nha, MC ngược lại 2 phần. Như vậy bạn có thể nói A là gì của CM? Là trung điểm. Đấy. Trung điểm đấy. Nói cái câu bài này thấy thấp sắp lịch luôn. Cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng 3. AD bằng 4. Tính độ dài của AB cộng với AD. Câu này thì bài cũ này. Câu này thì chắc là ai làm được chứ? Bài này bài cũ ấy. Trong cái nhóm bài phép công vector. Được không? Gọi ra kết quả nhầm luôn câu này không cần phải làm luôn đấy. Mấy? AB cộng AD theo quy tắc hình bình hành là gì đây? Vector AC đúng không? Đổi dài vector AC.
Mà có biệt tính AC không? Công thức gì này? Đúng không? Peter có cái này 3, cái này 4 thì cái này nhập luôn à? 5. Được chưa? Bô ba số 3, 4, 5 học thuộc luôn. Bô ba số Pythagore 3, 4, 5 phải nhớ luôn. Chứ đừng có 3 binh cộng 4 binh nữa nhá. Được chưa? 6, 8 gì? 6, 8, 10 ở đây. Những cái bộ số rất là phổ biến nên phải nhớ luôn. Tiếp theo. 2 lần AB trừ 1 phần 2 lần AC. Ồ, cái này thì làm thế nào? Hai lần AB trừ 1 phần 2 lần AC. Hai lần AB là như nào đây? Mà trừ 1 phần 2 lần AC là như thế nào đây? Thì ta mới làm như này. Quan sát nha. Hai lần AB thì có phải là tạo thành một cái vector như nào ạ? Chiều ngược lại hay cùng chiều? Cùng chiều. Và lúc đó thì gấp đôi lên đúng không? Gấp đôi vector này lên này, thầy gọi là vector AM nhá. AM bằng 2 lần AB. Thầy gọi một vector mới là bằng 2 lần AB. Lúc này bạn vẽ vector AM như thế này. Đây đúng vector AM chưa? Gấp đôi này. Cùng chiều luôn này. Đấy. Thấy chưa? Cùng chiều này. Viết ở đây đi. AM bằng 2 lần AB. Nào, thế bây giờ thầy gọi vector này nhá. Vector này là vector AN bằng trừ 1 phần 2 AC nhá. Có biết vẽ AN bằng trừ 1 phần 2 AC không? Thứ nhất là hai vector này, hai vector gì? Ngược chiều đã nè. Cái số 2 là AN sẽ bằng một nửa của AC. Một nửa AC tức là đoạn này là 4 phần à 4 cm thì AC mấy cm? 2 đúng không? Thằng này 2 cm ngược chiều tức là đi xuống cái này. Đấy, đây là 2 cm. Thế nói lại một lần nữa. Đây là AN nhá. AN bằng trừ 1 phần 2 AC tức là AN nó phải ngược hướng với AC. Đó là cái thứ nhất. AN bằng nửa của AC. Nửa của AC tức là đoạn này 4 thì đoạn này là 2. Vậy cuối cùng. Cuối cùng thì kết quả thế này này. Nó sẽ bằng được AM. Chỗ này là thầy đã đổi ra thành AC đây. Cái thằng này là đổi thành gì đây rồi? AN rồi. Qua theo quy tắc hình bình hành này. Theo quy tắc hình bình hành hôm trước học này, AM với AN hình bình hành phải tạo thành hình bình hành đã nhá. Phải có hình bình hành rồi đã. Rồi, ta gọi đây là điểm gì nhỉ? Thích gọi điểm gì đây? Điểm P à? Điểm E đi. Rồi. Ok, vậy thích điểm P. Vậy chứ AM cộng AN thì bằng cái gì nào? Trả lời. AE đúng không? AE. Vậy AE có biết tính không? À, đoạn này là mấy? Đoạn này là 9 này. À đâu, đoạn này là 6 này. Đúng không? Ừ, 3 cộng 3 là 9. Đoạn này Peter có cái là được đúng không? 6 binh cộng cái gì? 2 binh. Căn bậc 2 của 6 binh cộng 2 binh. 2 căn 10. Đấy. Hiểu cái cách làm chưa? Hiểu về cách vẽ vector chưa? Một số nhân về một vector.